Xin chào quý khách. Hôm nay công ty An3 chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách một sản phẩm mới của công ty, sản phẩm máy sấy tóc đa năng Toshiba HC2209. Với thiết kế điều chỉnh gió hai chiều cùng hai công tắc nhiệt độ giúp bạn dễ dàng sấy khô mái tóc, với nhiều công dụng khác ví dụ như tạo xoăn sóng, uốn cụp. Với công suất 2000W cộng với trong mỗi thiết bị quý khách được tặng một đầu dẹp giúp chúng ta sấy tập trung một chỗ, làm những kiểu xoăn và uốn cụp một cách nhanh chóng hơn. Vậy thì cần gì phải ra ngoài hàng để tốn tiền nữa? Thì chúng ta bây giờ đã có được làm tóc ở nhà rồi. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện theo số hotline của công ty 0967 150656 để được tư vấn và đặt hàng.